Chàng trai thật thà này tên là Văn Tử. Từ nhỏ đã không có bố, cũng chẳng có bạn bè, cậu luôn bị những đứa bạn hàng xóm bắt nạt cho tới tận lúc lớn. Đến khi học cấp 3, cậu và mẹ chuyển đến bến cảng, 2 năm mà chuyển trường những 3 lần. Cậu ta nằm mơ cũng không thể nghĩ ra mình chỉ vì một chiếc đùi gà mà lại sa vào con đường tội lỗi. Ngày đầu tiên nhập học, bạn học đầu gấu cậu tể bắt cậu nộp phí bảo vệ, nhưng vì không chịu nên cậu tể liền cướp đùi gà của cậu đi. Mỗi lần chuyển trường đều như vậy, nhưng lần này Văn Tử quyết định phản kháng. Cậu đi lên bục giảng cướp lại chiếc đùi gà. Nhưng đâu có ngờ khi tan học lại bị cậu tể đem người đuổi theo tận năm dãy phố. Họ chỉ muốn trêu chọc Văn Tử thôi, nhưng cậu ấy lại liều mạng với họ. Kết quả 6 người mà không thể ngăn được Văn Tử, cứ thế để cậu chạy mất tiêu. Người đứng đầu bang Thái Tử thấy được cảnh này, hôm sau liền mời Văn Tử gia nhập hội. Sau đó, trưởng bang Thái Tử là Chí Long dắt cậu đi tìm cậu tể, rồi hỏi cậu tể có phải hôm qua cậu ta bắt nạt anh em của mình không. Cậu tể thừa nhận trong nỗi sợ hãi. Thế là Chí Long nói tiếp, bây giờ đến lượt mày rồi. Bang Thái Tử đưa cậu tể và đồng bọn đi lên sân thượng để cho Văn Tử đánh từng người một. Nhưng Văn Tử lại không dám, vì cậu vẫn luôn bị bắt nạt nên không biết phải bắt nạt người khác như thế nào. Chí Long liền nói với cậu, nếu như hôm nay không đánh chúng một trận, thì ngày mai cậu cũng sẽ bị đánh chết thôi. Văn Tử sau khi phải chịu bao ấm ức, cuối cùng cũng đã tức điên, đấm cho cậu tể một phát. Thì ra đánh người lại sảng khoái như vậy, thế rồi cậu cứ đấm liên tục không ngừng nghỉ. Vì bang Thái Tử ở đó nên chúng không dám đánh trả. Đây cũng là lần đầu tiên Văn Tử có chỗ dựa. Từ đó trở đi, cậu cứ thế ngang nhiên đi lại trong trường, ai dám trêu thì cậu sẽ đánh người đó. Sau đó, Văn Tử và bang Thái Tử đi làm lễ gia nhập, tính cả Văn Tử thì họ có tất cả 5 anh em. Đại ca Chí Long, con trai độc đinh của lão đại, từ nhỏ đã luôn là đầu gấu trong trường. Nghĩa khí của cậu chính là quyền lực. Người thứ hai tên là Hòa Thượng, có thực lực làm đại ca hơn Chí Long, nhà kinh doanh đồ lễ Phật. Lúc 5 tuổi thầy bói phán sau này sẽ đi vào con đường đen tối. Vậy là bố cậu đã giao phó cậu cho một người bạn, đó chính là bố của Chí Long. Hòa Thượng vô cùng thông minh, từ bé đã vô cùng giỏi giang và tài hoa. Một lần kiểm tra cậu có thể làm 4 cái đề mà lần nào cũng chót lọt hết. Vì từ nhỏ lớn lên cùng Chí Long nên nghĩa khí của cậu chính là Chí Long. Ngoài hai người họ ra thì vẫn còn hai người anh em nữa. Bái xong lễ thì trời đã tối, họ ngồi nói chuyện với nhau về ước mơ. Văn Tử nói nếu mình không làm côn đồ thì sẽ đi tới núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào, bởi kỳ vật duy nhất mà bố để lại cho cậu là một tấm bưu thiếp được gửi từ núi Phú Sĩ. Ở đó rất đẹp, cậu ấy rất muốn đến nơi mà bố đã từng đi qua. Cảng là khu vực hỗn loạn nhất ở Đài Bắc, từ thời nhà Thanh đến thời Nhật Bản chiếm đóng đều là trung tâm buôn bán. Không ai biết ở đây rốt cuộc có bao nhiêu địa bàn, vậy nên họ suốt ngày đánh nhau. Từ khi gia nhập bang Thái Tử, Văn Tử không đến trường nữa. Mẹ cậu có hỏi sao lại gia nhập vào xã hội đen, thì cậu mới bảo nếu không có bang Thái Tử thì không sống nổi ở trường. Người mẹ bỗng im lặng bởi vì bà cũng có tiếp xúc qua lại với người đàn ông tên Khôi Lang ở bang ngoại tỉnh. Cãi qua cãi lại, nhưng Văn Tử cũng đang không biết lăn lộn với bang Thái Tử liệu có đáng không. Nhưng chuyện này cũng không khiến lòng cậu lấn cấn lâu. Bởi vì họ sẽ nhớ sinh nhật cậu, sẽ dẫn cậu đi chơi những nơi mà cậu chưa từng tới, sẽ lừa cậu đi mua đồ ăn vặt ở địa bàn của kẻ thù, sau đó cười cợt nhìn cậu bị đuổi đánh. Nhưng khi cậu không cẩn thận bị xe đâm thì lại lập tức cùng cậu đi tìm đại sư để giải quyết. Từ nhỏ, Văn Tử chưa từng có bạn bè, nên đây là lần đầu tiên những người anh em này xứng đáng để cậu đánh cược. Nhưng ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện, cậu tể đã động vào người con gái của Chí Long khiến hắn nổi giận, sau đó bắt cậu tể về. Hòa Thượng dùng keo dán chặt mồm của cậu tể lại, coi như là một bài học nhớ đời. Nhưng lúc đó, Chí Long đã hoàn toàn mất đi lý trí, còn muốn tiếp tục dán mắt vào mũi của cậu tể. Hòa Thượng lo xảy ra chuyện nên vội ngăn Chí Long lại, mà thấy không thể ngăn được thì cậu liền nói. Đây chính là những người bạn thực sự, họ sẽ giúp bạn chắn hết mọi rủi ro. Nhưng không ai ngờ rằng ngày hôm sau cậu tể lại chết, hình như là do mũi có quá nhiều keo. Lão đại mắng họ đủ lông đủ cánh rồi thì liền không coi mạng sống ra gì. Sau đó phạt cả đám quỳ xuống đất đồng thời bê thêm nồi nước, nếu ông ấy không nói dừng thì không được dừng lại. Thấy họ không chịu đựng được nữa, Hòa Thượng liền gánh hết trách nhiệm lên bản thân mình. Thế là lão đại đến cho Hòa Thượng một trận no đòn. Hòa Thượng bị đánh cho nhập viện, nhưng chỉ cần bảo vệ được Chí Long thì việc gì cũng đáng. Hơn nữa, lão đại cũng có ân tình với cậu nên cậu không hề oán trách, nhưng ở trong phòng bệnh, cậu lại nghe thấy một tin động trời. Trước đây, lão đại vì muốn cướp ngôi vị với bố cậu mà đã chặt đứt một cánh tay của bố.
Thì ra người ân nhân trong lòng cậu lại chính là kẻ thù lớn nhất. Sau khi hòa thượng xuất viện, lão đại liền đưa người của bang thái tử đi hát karaoke. Lúc đó hòa thượng đâu thể vui nổi chứ. Nhưng Văn Tử ở bên cạnh thì lại khác. Cậu nhìn thấy tình yêu mà lão đại dành cho Chí Long thì ầng ậng nước mắt. Cậu cũng rất mong có một người bố có thể trở thành ngọn núi to và vĩ đại nhất của bản thân mình. Ngay sau đó, lão đại kéo cậu lên, ba người ôm nhau hát giống như là một gia đình. Điều này khiến cho Văn Tử cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ đó trở đi, cậu luôn coi lão đại là bố mình. Cậu mua đùi gà cho ông ấy, cùng ông ấy ngồi trên bậc thang nói chuyện, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì Khôi Lang lại chú ý đến cảng, hy vọng có thể được chia phần với lão đại. Lão đại đương nhiên không đồng ý, vậy là Khôi Lang quyết định xử luôn lão đại. Tối đó, Văn Tử đi đưa đùi gà cho lão đại như thường lệ thì phát hiện ông đang ngã trong vũng máu. Văn Tử không ngừng gào khóc, mắt nhìn lão đại chết trong lòng cậu. Ngày đưa tang, Chí Long không dám lộ diện bởi nếu cậu dám xuất hiện thì cũng sẽ đồng nghĩa với cái chết. Thời gian đã đến, Văn Tử chủ động thay cho Chí Long giúp lão đại cầm di ảnh. Cậu không có cơ hội tiễn bố ruột nên nhân cơ hội tiễn người bố này vậy. Khi hòa thượng tìm thấy Chí Long thì cậu ấy đang ngồi thu mình trong một góc. Không có lão đại thì cậu ấy không là gì cả. Hòa thượng ngồi sát vào và khóc cùng Chí Long, thậm chí còn khóc thảm hơn cả Chí Long nữa. Bởi tối đó, chính cậu là người đã dùng súng giết chết lão đại. Sau đám tang, hòa thượng muốn bảo cả nhóm đi Philippines trốn, còn cậu lại giả vờ ở lại điều tra truy đuổi thủ phạm. Nhưng Văn Tử không chịu đi, cậu cũng muốn báo thù cho lão đại. Cậu đến tìm Khôi Lang và hỏi ông ta có phải thủ phạm diễn lão đại không. Văn Tử nghe thế thì cũng động lòng nên đã đồng ý đi Philippines. Cậu còn dặn Khôi Lang hãy chăm sóc tốt cho mẹ mình. Nhưng vào lúc này, cậu lại nhìn thấy Hòa Thượng và Khôi Lang đi với nhau. Tối đó, Hòa Thượng đang tiễn bọn họ lên thuyền thì Văn Tử đột nhiên muốn thắp cho lão đại một nén hương. Nhân lúc Hòa Thượng đang thắp hương, Văn Tử đã dùng dao găm dí sát vào yết hầu cậu ta. Khi Văn Tử hỏi muốn tiễn họ lên thuyền hay tiễn họ lên đường thì Hòa Thượng nhất thời không nói được gì. Lúc đó, đàn em của Khôi Lang đến muốn diệt trừ tận gốc. Trong lúc hỗn loạn, bốn người chạy trốn ra ngoài. Văn Tử muốn báo thù cho lão đại nên cứ điên cuồng đuổi theo Hòa Thượng. Hòa Thượng trốn vào trong cửa hàng, rồi từ trong bóng tối cậu nhìn Văn Tử với ánh mắt rực lửa. Thợ săn và con mồi bỗng chốc hoán đổi, một tiếng súng vang lên khiến eo của Văn Tử bị trúng đạn. Văn Tử nhìn thấy Hòa Thượng đi tới nhưng lại không còn sức lực để ra tay nữa. Hòa Thượng nhìn chằm vào cậu hỏi sao cậu không đi, tại sao lại ép cậu ta. Văn Tử không nói mà chỉ dang rộng hai tay. Hòa Thượng vốn định đánh chết cậu nhưng lại chảy nước mắt hạ súng, quỳ xuống đất ôm Văn Tử. Lúc này Văn Tử bỗng rút dao ra đâm vào eo Hòa Thượng. Cậu cũng định giết chết luôn Hòa Thượng nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Cậu rất muốn báo thù cho lão đại nhưng cậu biết cái ôm này của Hòa Thượng nghĩa là vào thời khắc sống chết đã chọn tin tưởng vào anh em. Có lẽ họ không hợp làm xã hội đen bởi những thứ họ cần không phải là quyền lực, nhưng cũng không có ai làm đại ca phù hợp hơn họ bởi thứ họ mang trong người là nghĩa khí. Nhưng cuối cùng Hòa Thượng cũng chết bởi cậu nói ra nguyên nhân giết chết lão đại, sau đó lại bị Chí Long nghe thấy nên Hòa Thượng đã phải nhận nhiều nhát dao vào người. Những lời nói ấy đã giết chết người anh em mà cậu luôn muốn bảo vệ và cũng giết chết một người bố khác trong lòng Văn Tử. Tình cảm giữa những người anh em có lẽ đã phần nào bù đắp cho nỗi mất mát về tình yêu thương gia đình. Sự tin tưởng này không thể nói rõ lý do, nhưng đó là ngôn ngữ riêng của mỗi chàng trai. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!